Theo đó, ông Kim Jong-un đã theo dõi các cuộc diễn tập chung giữa đơn vị 572 và 630 của quân đội nhân dân Triều Tiên. Ông đã chỉ đạo toàn bộ đơn vị quân đội diễn tập trong điều kiện giả định của một cuộc chiến tranh thật sự và mọi lực lượng đều đặt trong tư thế sẵn sàng trong mọi thời điểm. Nhà lãnh đạo này cho rằng, để phù hợp với một cuộc chiến tranh hiện đại và đáp ứng những yêu cầu của một cuộc chiến thật sự, việc diễn tập quân sự là rất cần thiết và phải tiến hành thường xuyên. Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un cũng kêu gọi đưa ra các biện pháp mạnh mẽ nhằm xóa bỏ chủ nghĩa hình thức trong quân đội và yêu cầu lực lượng sĩ quan phải nâng cao trình độ, cải tiến phương pháp huấn luyện. Chuyến thị sát của ông Kim Jong-un diễn ra vào thời điểm Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận Hô Cúc, bắt đầu từ hôm 10 tháng 11 và kéo dài trong vòng 2 tuần. Trước đó cùng ngày, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo về những hậu quả thảm khốc đối với những nước bảo trợ một dự thảo nghị quyết liên quan tới hồ sơ nhân quyền của Bình Nhưỡng, được Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua gần đây. Trong đó, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ là mục tiêu chính.